Chào mừng mọi người đã đến với bản tin Techmag ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin sau. Chia buồn cùng Huawei, Mate 40 là smartphone cuối cùng sử dụng chip Kirin. Với các lệnh xuất nhập khẩu mới do Mỹ ban hành, Huawei không thể tiếp tục tự sản xuất chip của mình nữa. Điều này khiến cho điện thoại Huawei trong tương lai sẽ không sử dụng chip Kirin. Theo các công ty nghiên cứu Contapon, ICD và Canalys, Huawei đã bán được nhiều điện thoại thông minh hơn bất kỳ nhà sản xuất nào trong quý 2 năm 2020. Tuy vậy, theo nhiều dự đoán, chiến thắng của Huawei có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Khi những ngày đen tối sắp đến, Google đã hạn chế Huawei sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của mình theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Và nếu điều này là chưa đủ, thì Mỹ cũng đang yêu cầu các nhà sản xuất sử dụng công nghệ của Mỹ phải xin phép rõ ràng trước khi bán chip bán dẫn cho Huawei. Công ty sản xuất chip bán dẫn Đài Loan TSMC đã xác nhận rằng họ không còn nhận đơn đặt hàng mới từ Huawei, và điều này ảnh hưởng đến tương lai sự phát triển của chip Kirin. Mate 40 sẽ được tích hợp chip Kirin 1020. Giám đốc điều hành tập đoàn kinh doanh của Huawei, Yu Chen Dong đã nói rằng việc sản xuất chip Kirin sẽ bị dừng lại sau ngày 15 tháng 9. Trước đó, công ty này dự kiến sẽ hợp tác với SMIC để sản xuất chip theo hợp đồng. Tuy nhiên, các nhà phân tích không chắc chắn về điều này và họ nghi ngờ về chuyên môn, năng lực của SMIC trong việc sản xuất chip cho Huawei. Những nghi ngờ này là đúng vì Huawei đã thất bại và nói rằng chip Kirin không thể được sản xuất nữa. Chen Dong coi đây là một tổn thất lớn đối với công ty. TSMC sẽ giao tất cả các đơn đặt hàng trước của Kirin 1020. Con chip sẽ được trang bị trên Mate 40 sắp được ra mắt. Con chip này được sản xuất trên quy trình 5 nanomet. Mate 40 sẽ được ra mắt vào tháng 9. Kirin 1020 được cho là một trong những con chip mạnh mẽ nhất trên thị trường với hiệu suất tăng 50% so với Kirin 990 tích hợp trên Mate 30. Huawei cũng xác nhận rằng Mate 40 sẽ là điện thoại cuối cùng của họ có chip Kirin. Việc sản xuất chip do chính mình sản xuất là một lợi thế riêng dành cho Huawei khi có thể tối ưu hóa phần cứng và phần mềm, làm chủ được hiệu năng trên smartphone và chi phí sẽ thấp hơn. Trước đây, nhiều tin đồn cho rằng Huawei Mate 40 sẽ có hai phiên bản sử dụng hai loại chip khác nhau. Tuy vậy, có lẽ như hãng này chưa đủ chip Kirin 1020 để được tích hợp hàng loạt smartphone mới của mình. Chiếc điện thoại này sẽ được công bố tại Trung Quốc đầu tiên và sau đó là châu Âu. Điều này đánh dấu sự kết thúc của HiSilicon. HiSilicon trở thành một trong những công ty Trung Quốc đầu tiên lọt vào danh sách 10 nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu vào năm nay, theo IC Insight. Nhưng bây giờ công ty này có thể sẽ không thiết kế chip nữa và có thể sẽ đóng cửa. Qualcomm rõ ràng sẽ cố gắng giành được sự chấp thuận của Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại để sản xuất chip cho Huawei vào năm tới. Nếu không, điện thoại sắp ra mắt của Huawei được cho là sẽ được cung cấp bởi MediaTek SoC. Đối với SMIC, công ty này đã sản xuất chip Kirin 710A, đó là chip 14 nanomet, và không cần phải nói, quy trình này hiện đã khá cũ. Do đó, công ty này không thể sản xuất các chip mạnh mẽ hơn. Samsung, công ty đã cung cấp tấm nền OLED và chip nhớ cho Huawei, dường như không quan tâm đến việc bán chip bán dẫn của mình cho công ty Trung Quốc. Lý do đằng sau quyết định này vẫn chưa rõ, có vẻ như nhà sản xuất Hàn Quốc không muốn vướng vào cuộc tranh cãi giữa Huawei và Mỹ. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin sau.